Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, người nước ngoài thì người ta có một cái câu ngạn ngữ, tức là ruột bỏ ra, da bỏ vào. Nó cũng na ná với một cái câu mà chúng ta hay thường nói, tức là bán láng giềng xa, bán bà con xa, mua láng giềng gần. Những cái câu nói như vậy để nói với chúng ta rằng chúng ta nên trân trọng những người ở bên cạnh, nên trân trọng và yêu quý những người ở bên cạnh mình, và đặc biệt hơn nữa đó là những người thiết thân với mình, những người ruột thịt với mình. Bản thân con người chúng ta thường có cái tâm lý mình hay xem trọng những cái gì ở đâu đâu, nhưng mà rồi lại bỏ qua những cái gì ngay bên cạnh mình. Chúng ta cũng không xem trọng quá đến mức như là cái kiểu người ta gọi là chủ nghĩa lý lịch, tức là chỉ có bà con của mình, chỉ có ruột rà thân thích của mình thì mới là giỏi, mới là hay. Và chúng ta cũng cảm nhận được cái điều này rất rõ ở trong đất nước của chúng ta. Cái chủ nghĩa lý lịch nó đã làm cho đất nước của chúng ta rất là chậm phát triển. Rồi chúng ta cũng thấy nó tạo nên những cái bè phái băng nhóm, rồi gây ra hận thù chia rẽ, đấu đá lẫn nhau, tham nhũng, lợi ích nhóm vân vân, rất là khủng khiếp mà chúng ta có thể ít nhiều cảm nhận ở ngay trong môi trường sống của đất nước chúng ta ngày hôm nay. Điều này quả thực nó làm, không chỉ làm cho một đất nước, làm cho còn làm cho từng con người dường như là không có thể nào mà thăng tiến. Đây là điều mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ, hay là muốn những người tin theo Ngài, đừng để rơi vào cái cạm bẫy này, khiến cho chúng ta không nhận ra được những ân sủng và những điều kỳ diệu ở trong cuộc sống chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu qua những lời trách móc, qua những lời phiền hà với dân làng Nazareth của Ngài, Ngài muốn nói với chúng ta một điều, đó là nếu chúng ta không có được con mắt đức tin thì chắc chắn chúng ta không bao giờ nhận ra được bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Quả thực như vậy, con mắt đức tin nó giúp con người chúng ta không chỉ là nhìn những cái nhìn được, những cái mà con mắt bình thường chúng ta nhìn được, nhưng mà nó còn nhìn xa hơn và nhìn rộng hơn nữa, đó là nhìn đến cả những cái gì
mà chúng ta tưởng rằng rất nhỏ bé, rất tầm thường, hoặc là nhìn cả vào trong những cái thất bại, rồi những cái mất mát của cả cuộc đời chúng ta. Ở đó người ta thấy được tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa rất là lớn lao. Chúng ta thấy qua tin mừng thì Chúa Giêsu đã cho thấy dân làng Nazareth đã bỏ qua một cái ân sủng rất lớn, cái ân ban rất lớn, đó chính là Chúa Giêsu ban cho cái dân làng của Ngài, mà họ không nhận ra Ngài là con Thiên Chúa, không nhận ra Ngài là một vị ngôn sứ lớn lao có thể đem đến ơn cứu độ cho mình, khiến họ đã trở nên tức giận, khiến họ đã trở nên phẫn nộ và muốn giết Chúa Giêsu. Ở đây Chúa Giêsu còn nêu lên cho chúng ta hai cái câu chuyện để cho chúng ta, để minh họa cho cái điều mà Ngài muốn nói với chúng ta. Đó là cái câu chuyện về bà quá thành Sarepta và ông tướng Naaman. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện bà quá thành Sarepta khi mà nạn đói và hạn hán làm cho cuộc sống trở nên cơ cực, chỉ còn một nắm bột và một chút dầu, định làm một cái bữa ăn cuối cùng, sau đó rồi cùng với con mình chết. Nhưng mà với con mắt đức tin, bà đã nhận ra ở ngôn sứ Elia cái điều cao cả và lớn lao đến độ mà không thể nói được, nên bà sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình, đem cái chút bột ấy, đem chút dầu ấy làm bánh cho vị tiên tri ăn. Và rồi bà đã có một cái hũ bột không bao giờ vơi và cái bình dầu không bao giờ cạn. Rồi đó là bà quá là người dân ngoại chứ không phải là người trong dân Israel nữa. Điều này lại cho chúng ta thấy rằng một người có cái niềm tin thì sẽ giúp người ta khám phá ra được những điều kỳ diệu ở trong cuộc sống. Còn ông tướng Naaman là một vị tướng rất là nổi tiếng, bị bệnh phong cùi, mà nếu mà không có con mắt đức tin thì chắc ông không thể nào mà nghe lời một cái người đầy tớ ở trong nhà ông để rồi nghe theo cái lời của ngôn sứ Elisa để mà đi tắm ở một cái dòng sông rất là xa xôi, và sau đó ông đã nhận được cái phép lạ, đó là được chữa lành. Thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng chúng ta phải nuôi dưỡng cái con mắt đức tin của chúng ta, để rồi chúng ta có thể thấy được những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Và những cái điều ấy chính là ân sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Nó giúp cho chúng ta có niềm hy vọng, nó giúp cho chúng ta có động lực, nó khích lệ chúng ta để mỗi ngày chúng ta trở nên những người làm chứng đích thực cho Thiên Chúa, một Thiên Chúa của tình yêu. Đó là biến đổi cả cuộc đời chúng ta trở thành tình yêu của Chúa trong tất cả mọi mối tương giao của chúng ta, tương giao giữa con người với con người, tương giao giữa con người với cái thế giới này. Đây là cái tâm tình mà lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta sống mùa chay này, và cũng như là mời gọi mỗi người chúng ta sống trong cả đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những công việc nhỏ bé của chúng ta, và chớ gì xin Chúa cũng soi sáng để giúp mỗi người chúng ta biết bỏ vào những công việc ấy một chút yêu thương để đem lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống và cho chính bản thân chúng ta nữa. Amen.